Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác cán bộ. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Cụ thể, theo quyết định số 1468 ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026, bao gồm ông Trần Phước Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng, bà Ngô Thị Kim Yến, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. Quyết định số 2968 ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều động ông Nguyễn Hà Bắc, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố đến nhận công tác tại Thành ủy Đà Nẵng kể từ ngày công bố quyết định. Và quyết định số 2969 ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều động ông Nguyễn Hà Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang, nhiệm kỳ 2021-2026 đến nhận công tác tại văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới, đề nghị các đồng chí trên cương vị công tác mới tiếp tục nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.